Anh con hơi vui. Con chờ đấy. Đi dọc ăn không? Hai cút ạ. Tôi sẽ làm cái lăng cho mấy cút ở trên này. Tôi sẽ làm cái lăng cho mấy Cái gì bây giờ? Ủa, lại vợ em. Mong đám thông một con nói chơi. Biết rồi, biết rồi.